này coi là mình là giống như mình thí nghiệm mà nó thành tựu á, cái mình vui lắm kìa, mừng lắm mà. Oh, I can see. Good. Yeah, tự nhiên cái bây giờ cái mình đậu bắp bây giờ là mùa đông, là còn thêm một tháng rưỡi nữa mới tới mùa xuân. Rồi cái mình lấy cái hộp này á, là năm ngoái mình trồng á, là mình không có thu hoạch được, mà nó cái cây cái hộp cái trái đầu mùa hết thảy á, là nó ở trên cái cây, rồi nó từ từ cái cây nó chết luôn. Tại vì mình trồng cái chỗ đó nó thiếu ánh sáng quá, cái mình mới là để cái cây đó làm giống. Ồ, mình không ngờ cái giống nó ra tốt quá. Coi nè, bây giờ sao, bây giờ mình nó mọc dậy tốt quá rồi. Yeah, thôi bây giờ ngày mai á là bắt đầu mình bỏ xuống đất phân. Yeah, rồi mình trồng xuống trong những cái hũ nhỏ nhỏ, để khi mà thêm 6 tuần lễ nữa thì mình có thể trồng xuống đất từ có mùa xuân. Thiệt là không ngờ đâu, cái này á, là cái cây của năm ngoái á, là mình chỉ dọn dẹp có một trái một à, rồi nó nằm ở trên cây hoài, mình để hoài để quỷ cho nó khô luôn, để mình lấy giống á. Đây mình lấy cái trái giống nó ra như vậy nè. Để trong cái năm ngoái mình trồng vài cây thì không có thu hoạch, mà chỉ là những cái có được hai trái khô để làm giống thôi đó nè. Tại vì năm nay mình sẽ bỏ vô cái chậu và mình sẽ tìm cái hướng có nắng mới được, để cây này có vẻ giống như thích nắng. Năm rồi trồng chỗ mát thì cái hộp của nó như vậy nè. Thở mình lấy mình đếm chừng 20 hộp à. Rồi tốt quá, vậy mình thử nữa. Yeah. Ok, bye bye. Vui quá. Cái này không nhớ là mấy ngày nữa, tại vì cũng để trong cái hũ rồi cũng không nhớ luôn. Ok, bye.